15 cây đi đi về về mỗi ngày. Bao giờ mới tiết kiệm để giàu đây hả Si? What? Sau này ai rồi cũng sẽ giàu hết thôi bạn tôi ơi. Mi cũng thế, Mi cũng sau, nhưng mà là kiếp sau nhất. Trời ơi, bà thấp à. Đùa thế, ai bảo là lương thấp thì không giàu được. Làm giàu không khó, đã có Si lo. Đầu tiên, chúng ta cần học cách yêu lại từ đầu những món đồ cũ như quần áo, phụ kiện. Với một chiếc khăn cũ như thế này, mình sẽ tận dụng để làm thành một chiếc áo mới. Tiếp theo, bạn hãy tập làm thợ săn khuyến mại. Dù là đi siêu thị hay shopping online thì bạn cũng hãy căn những khung giờ để săn được thật nhiều deal hợp lý nhé. Thứ ba là tìm bạn đồng xe. Ví dụ như là xe quần áo chung, xe đồ ăn chung, xe tiền trọ. Thế nhưng mà đừng xe bạn trai là được. Nope. Cuối cùng, khi nhận được lương thì chúng ta nên chủ động lập ra kế hoạch chi tiêu và để ra một khoản để gửi tiết kiệm online. Đối với Si thì mình hay gửi tiết kiệm thông qua app Si Mobile. App này có rất nhiều hình thức tiết kiệm mà đặc biệt lãi suất gửi còn cao hơn cả gửi tại quầy. Quan trọng nhất là đỡ mất công đi lại, chứ mình lười lắm. Nói chung ý, 10 điểm không có nhưng. Tin Si đi, tiết kiệm không khó, lương 5 triệu còn dư để mà tiết kiệm được 50 triệu cơ mà. Follow Si để biết thêm nhiều kẹo tài chính hay nhé.